Ủa, mới thấy anh Đông Hùng đi vô đây mà giờ đã mất tiêu rồi ta. Thôi thì tiên kiếm anh mới được. Anh bưng cây trúc, anh trồng cây chắc, chẳng mai chỗ đất sâu trúc mục chắc tàn. Anh ở sau cho đá nọ thành vàng, trước hiển dinh cha mẹ sao đến nàng mới ân. Anh Đông Hùng, ủa làm gì mà ngồi chặt chặt rồi lợm lợm chút chi vậy? Nãy giờ Quỳnh Như đi kiếm mà không gặp đâu. À, Quỳnh Như phụ tôi đem cái mớ này về đi. Ủa mà làm củi hả anh Đông Hùng? Củi gì mà củi, tôi nghe nói ha, ở Cà Mau á là gom cái mớ cành trúc nhánh trúc này nè, đem về sơ chế là chút xíu thôi là có thể bán cho doanh nghiệp rồi đó. Nội dung như thế nào thì lát nữa mời Quỳnh Như cùng với bà con cùng tìm hiểu cụ thể hơn. Bây giờ mời điểm qua các nội dung đáng chú ý có trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp hôm nay. Cá lóc giảm giá, nông dân Vĩnh Long đứng ngồi không yên. Mưa xuống, thứ rau đặc sản này xuyên đất chui lên, người dân cuốc một nhát lên toàn củ nạc thịt. Kỳ lạ, giống gà có dáng siêu mẫu lại thích massage và nhún nhảy theo nhạc độc nhất miền Tây. Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Thưa bà con, nếu những ai có dịp xuôi về miền Tây sông nước thì sẽ không bao giờ quên những món ăn được làm từ cá đồng, trong đó phải kể đến cá lóc. Mà nói đến cá lóc thì Quỳnh Dương thích nhất là món cá lóc nướng chua nha. Ăn kèm với lại rau sống nè, rồi bún gói kèm với bánh tráng nữa thì ăn thiệt là ngon mà còn gì bằng luôn á. Đúng rồi, còn Đông Hùng thì thích nhất là món khô cá lóc nướng rồi đầu mình trộn với gỏi xoài đó, chấm với mắm mè thì ngon hết sảy luôn. Thưa bà con, nhờ vậy mà mô hình nuôi cá lóc đã giúp cho nhiều hộ gia đình khấm khá hẳn lên. Nhưng mà trong thời điểm này thì giá cá lại giảm mạnh. Gần 15 năm gắn bó với nhiều thăng trầm, vùng nuôi cá lóc ở xã Phú Thành là một trong hai xã thuộc Cù Lao Mây, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đang đứng trước nhiều khó khăn. Người nuôi cá lóc vừa tìm cách giữ nghề, vừa để giữ gìn thương hiệu. Cá lóc không có mà giá cá lóc không lên. Hiện toàn xã có 50 hộ nuôi cá với 12 hectare cá lóc. Thời điểm năm 2019, giá lên 40.000 đồng một ký, người nuôi lời khoảng 10.000 đồng một ký cá. Còn hiện tại giá 29.000 đến 30.000 đồng một ký, thì người dân có lợi nhuận thấp hoặc lỗ nếu cá bị bệnh. Cùng với nỗi lo của nông dân nuôi cá lóc, thì nhà vườn ở Khánh Hòa đang trồng xoài Úc cũng như ngồi trên đống lửa, bởi vì gần cả tháng nay giá cả rất là bèo bọt. Huyện Cam Lâm được xem là thủ phủ trồng loại xoài này và hiện tại đang vào chính vụ của xoài Úc, nhưng mà bà con cho biết là bà con vẫn neo ở trên cây bởi vì chưa xuất bán được, thậm chí là nhiều nơi xoài đã chín rụt rồi, rụng đầy cả gốc. Theo nhiều nhà vườn trồng xoài ở Khánh Hòa, sở dĩ giá giảm là do vắng thương lái thu mua. Hơn nữa, giá xoài thu mua trẻ bèo chỉ vài ngàn đồng một ký, thấp nhất từ trước đến nay, nên thu hoạch chẳng đủ tiền trả công hái, vận chuyển. Nông dân chỉ còn cách để xoài treo lủng lẳng trên cây. Cách đây hơn một tháng, giá xoài Úc bán xô khoảng 7.000 đồng một ký, nhưng bước vào vụ thu hoạch rộ chỉ còn 4.000 đồng một ký. Với giá này, bà con thu hoạch không đủ tiền trả tiền công hái, vận chuyển nếu mướn công. Theo các vựa xoài trên địa bàn Cam Lâm, lâu nay xoài Úc xuất bán số ít tại các tỉnh phía Bắc và chủ yếu tiêu thụ mạnh tại thị trường Trung Quốc. Vậy nên năm nay, dù xoài được mùa, nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ hết sức khó khăn. Đối với nhiều người thì măng ngọt dễ ăn, tuy nhiên là đối với đồng bào Tày ở xứ Tuyên Quang thì cái vị đắng là nên sự khoái khẩu riêng của bà con ở nơi đây. Cho nên là đối với nhà canh lá đắng nè, chè đắng, ngọn đu đủ đắng, cây đắng, quả nút nát đắng hoặc là măng dầu đắng thì cũng nằm trong danh sách những món ăn được bà con ở nơi đây rất là yêu thích. Mà mỗi khi mùa mưa xuống thì vị nhẫn đắng thì nó sẽ chuyển hết về đó luôn. Và còn bây giờ thì pha trộn giữa vị đắng và vị ngọt làm cho thức ăn đặc sản của núi rừng này lại càng thêm hấp dẫn nữa. Mà điều quan trọng là nhờ vậy mà nhiều nông dân đã có thêm đồng ra đồng vô. Măng dầu trước kia là món ăn dân dã của cư dân miền núi, nhất là trong những tháng giáp hạt thiếu rau xanh này. Giờ đây đặc sản này còn phục vụ cho cổ hội nghị, đám cưới, đi vào thực đơn của các nhà hàng, khách sạn, homestay. Nếu du khách lên Tuyên Quang mùa này mà không thưởng thức các món từ măng dầu thì chưa phải đã lên Tuyên Quang. Trước Tết, giá măng dầu lên đến 35.000 đồng một ký, nay chính vụ xuống còn 13.000 đến 15.000 đồng một ký.
với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình Tuyên Quang rất thích hợp cho cây dầu phát triển. Hiện đặc sản này khai thác từ hai nguồn. Một nguồn người đi rừng già tự nhiên lấy dầu về ăn, bán. Ngoài ra còn có nguồn là các hộ dân khoanh nuôi, bảo vệ, trồng nhân rộng vườn dầu gia đình. Những cây dầu trưởng thành bằng bắp chân, vươn cao khoảng 20 mét, mọc thành quần thể. Thật ra cây dầu giá trị nhất vẫn là lấy măng. Cây dầu có thể làm một số đồ gia dụng trong gia đình, tỉa thưa bán nguyên liệu giấy. Dù chưa có cơ hội để mà thưởng thức qua món ăn này, nhưng mà theo như Huỳnh Như tìm hiểu thì măng dầu nó có ngọt ngọt nè, bùi bùi, thêm một chút nhẵn nhẵn nữa, nhưng mà khi được kết hợp chung với vị cay của gừng nè, chua chua của chanh nữa thì làm cho thực khách ăn hoài mà không có ngán luôn á. Nghe Quỳnh Như nói tôi cũng mắc thèm nữa. Nếu mà có dịp mà đi Tuyên Quang á thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cái món ăn đặc sản của núi rừng này đâu. Nhưng mà có qua thì cũng phải có lại. Ở đầu chương trình thì anh Đông Hùng có nhắc đến việc mà bà con ở Cà Mau á, tận dụng phế phẩm từ cây trúc á, kiếm thêm nguồn thu nhập. Hình như cũng rất là tò mò, anh Đông Hùng có thể nói thêm về cái vấn đề này được không? Cái này thì thưa bà con, trúc thì bán được hết trơn trọi, từ phế phẩm hay là gì cũng bán được hết, quan trọng là đầu ra thôi. Nhưng mà bà con ở Cà Mau thì không có lo vấn đề này, bởi vì đã có doanh nghiệp bao tiêu cả rồi. Trước đây, sau khi thu hoạch cây trúc, người trồng chủ yếu lấy thân để bán cho các cơ sở đan đát, còn cành ngọn trúc chỉ bỏ đi. Nhưng một số nông dân ở kênh 7, ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình của tỉnh Cà Mau lại đi thu mua những loại phế phẩm này về sơ chế lại để bán. Bà con chủ yếu bán cho doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và xuất khẩu ra nước ngoài để làm màn treo nhà. Nhờ vậy, nông dân có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Theo đó, nhánh trúc khi mua đã được cắt sẵn dài khoảng 6 phân. Nhánh trúc khi mua về được cho vào máy sàng để sàng phân cỡ, lóng trúc nhỏ lọt xuống dưới, lớn thì nằm ở trên. Phân cỡ xong, nhánh trúc được đánh vỏ, rửa sạch, phơi khô rồi mới xuất bán. Hiện trúc nhánh có giá 10.000 đồng một ký. Sơ chế xong thành phẩm bán cho doanh nghiệp với giá 23.000 đồng một ký. Thật bất ngờ, bởi vì những tưởng những nhánh trúc như thế này chỉ là phế phẩm, là thứ bỏ đi thôi, nhưng mà nay được các doanh nghiệp khai thác để làm đồ thủ công mỹ nghệ. Qua đây giúp tăng được giá trị của cây trúc và mang lại nguồn thu nhập cho bà con. Quỳnh Như có biết về mấy cái giống gà không? Nói về gà thì Quỳnh Như chỉ biết có vài giống thôi, nhưng mà ấn tượng nhất có lẽ là gà mặt quỷ nè, bởi vì á, nó đen từ trong ra ngoài, cả bộ đầu lồng nó cũng đen luôn, nhưng mà cực kỳ quý hiếm nha. Thêm cái nữa là gà Đông Tảo. Gà Đông Tảo thì có cái chân to như chân voi vậy đó, cũng rất là lạ mắt. Vậy là Quỳnh Như chưa biết đến giống gà đặc biệt đang làm mưa làm gió ở miền Tây rồi. Cái giống gà này thì dáng đứng thẳng, mà ngực thì ưỡn ha, rồi cánh đẩy về trước, nhìn y như một chiến binh mà đang đứng canh gác thành trì vậy đó. Ủa, có giống gà lạ vậy luôn hả anh Hùng? Có chứ Quỳnh Như, mà chưa hết đâu nha. Cái giống gà này nó đặc biệt cái nữa là nó rất là thích massage nha. Mà đặc biệt cái nữa là nó mỗi khi mà nó nghe nhạc nó sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc luôn. Rất là hấp dẫn. Nội dung như thế nào thì mời Quỳnh Như cùng bà con sẽ chiêm ngưỡng ngay sau đây. Giống gà Serama hay còn gọi là gà lực sĩ, có nguồn gốc từ Malaysia, đang được anh Võ Thanh Lâm, 35 tuổi, ở phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nuôi. Trước đây, anh Lâm cũng đã nuôi nhiều giống như gà Tân Châu, gà Thái. Nhưng do nhà khá hẹp và tốn nhiều diện tích chuồng, nên anh quyết định tìm hiểu và chọn nuôi gà lực sĩ từ năm 2018. Chú chiến binh gà đây có thân hình nhỏ, chỉ nặng từ 300 đến 400 gram, đặc điểm chân ngắn, cổ trúc về phía đuôi, dáng đứng thẳng ưỡn ngực và cánh đẩy về phía trước. Nhìn quay nghiêm như tư thế của một binh sĩ đang đứng canh gác bảo vệ thành trì. Để có được một chú gà với màu sắc và dốc dáng đẹp, đòi hỏi người nuôi phải chăm sóc cho ăn uống hết sức kỳ công. Theo kinh nghiệm của anh Lâm, mỗi tuần phải tắm rượu 3 lần để tăng sức đề kháng, đồng thời bổ sung thêm vitamin, rau củ quả, khoáng chất thì gà mới khỏe mạnh, ít bệnh. Người nuôi phải thường xuyên massage cho gà khoảng 10 phút mỗi ngày để khung xương của gà được ổn định, tạo cho chúng có dáng đứng đẹp nhất. Ngoài ra, chuồng nuôi cũng không nên quá cao vì sẽ khiến cổ gà bị rút về sau, làm cho đầu của chúng bị lệch. Nó cũng tùy theo cái gà nó đẹp xấu á, nó sẽ có cái giá trị khác nhau, rồi tùy cái màu nữa. Giống như hiện tại là những cái màu như màu bông nè, màu cú nè, là những cái màu giá trị. Một con gà con nó có thể lên, nếu mà gà 2 tháng thì có thể tầm 1 triệu đến 2 triệu.
1 triệu, 2 triệu, có con 3 triệu. Con gà trưởng thành thì nếu mà một con gà đẹp thì tầm 7-8 triệu. Tiêu chuẩn về một chú gà đẹp trong giới chơi gà kiểng nhận định, ngoài dáng đứng, cổ trúc, ngực ưỡn, cánh đẩy thì con phải có màu lông bắt mắt. Màu bông, màu cú hay xám là những màu đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy trọng lượng nhỏ nhưng giá trị mỗi chú gà lại khá cao. Trung bình gà con từ 1 đến 2 tháng tuổi có giá khoảng 1 đến 2 triệu đồng mỗi con. Gà trưởng thành hơn 6 tháng tuổi khoảng 5 đến 10 triệu đồng một con, tùy theo màu sắc. Thậm chí có những con giá trị lên đến 20 đến 30 triệu đồng. Hiện anh Lâm còn huấn luyện cho những chú gà nghe nhạc và trình diễn với những động tác như nhún nhảy theo điệu nhạc, đi tới lui xô ngực và cánh để thể hiện vẻ đẹp. Đây đúng là một giống gà lạ mà để nuôi được thì cũng rất là kỳ công nha. Cho nên là giá khá là đắt đỏ, nhưng mà Quỳnh Như nghĩ thì cũng là xứng đáng đồng tiền bát gạo thôi, đặc biệt là đối với những ai đã trót đam mê cái giống gà này. Đúng rồi Quỳnh Như. Thưa bà con, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế Nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn bà con đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.